Để đây. Phá đây, phá đây, phá đây. Ơ à, ghê vậy. Đập phá nhà cửa là... kinh đấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TK. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game kinh dị. Một tựa game kinh dị có tên là Granny, hay còn gọi là bà ngoại ông ma. Đây. Và chúng ta sẽ vào game luôn. Vâng, và các bạn có thể thấy trước mặt chúng ta đây là một bà ngoại ma. Tay đang cầm một cây búa hay là một gậy bóng chày với đầy máu ở trên đây. Và khá là nguy hiểm. Ở dưới đây một cái bẫy để chúng ta đây. Ok, bắt đầu vào game luôn. Day 1. Chúng ta sẽ vào một vai một cậu bé đã bị nhốt vào trong nhà. Và chúng ta sẽ phải làm sao để tìm cách thoát ra khỏi đây. Trong này chúng ta sẽ trong này chúng ta hết sức phải cẩn thận. Đấy. Rồi luôn. Đấy. Anh thấy tôi thông minh không? Nằm dưới giường ngay chứ. Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Đi đi bà ơi. Cháu không có ở đây đâu. Đi đây. Phá đây, phá đây, phá đây. Ơ à, ghê vậy. Đập phá nhà cửa là... kinh đấy. Bà ơi. Bà ơi. Chạy đi đâu? Chết con mẹ ơi, chết con mẹ ơi. Được đấy. Day 2. Yeah. Hey yo. Spit. Đó kìa. Quảng cáo. What the fuck. Đây bà. Tôi đang ở đâu? Đây là đâu? Thì đéo nào. Tôi lại bị nhốt ở trong này. Tiếp tục nào. Mở cái ra. Oh, very good. Oh. Thì đây. Cây à. When someone's too dirty. Yeah, yeah. À, bức tranh. Có re. Búa. Ồ, chúng ta có búa. Có thể là thể phát ra. Đấy luôn, vứt bẹ luôn. À. You need... Đậu phộng game kịch tính vậy đây bốn. Mẹ bà già nha. Đập vỡ sọ rồi, chảy máu me be bét rồi. Đây. Lia zip. How thoát khỏi ngôi này. What the f-
rồi luôn đây năm the last day ngày cuối cùng. À, chết mẹ rồi. Thì sống chết với bà ngày cuối cùng luôn nhá. Bà đừng có vớ vẩn nhá. Bà tập tôi hơi bị nhiều đấy. Đừng có vớ vẩn. À you cái gì? You giả cái gì? Ok tay quay anh em ơi. Tay quay. Bên ngoài kia có một cái giếng. Có một cái giếng là chúng ta sẽ quay được cái chìa khóa. Quay được cái chìa khóa là chúng ta sẽ nhận được cái gì đó. Em đây này chị ơi. Chị già. Chị già xinh gái. Chị đi chị ơi. Rồi tốt lắm. Chị đừng quay lại nhá. Em là cậu bé yếu đuối. Chị đi chị đừng quay lại chị đập em nhá. Chị bye bye chị nha. Chị ơi chị đi nha. Bình tĩnh. Bình con nhà bà tĩnh. Là bình tĩnh nhé. Bình tĩnh. Đây, quay cái này lên. Ấy xuân. Quay lên. Nhẹ nhàng và tình cảm nhẹ nhàng. Đúng thế nhỉ? Cái đéo gì đây? Cái đéo gì đây? Đây là cái đéo gì? À, cái này để chặn cửa à? Nope. Chết mẹ rồi. Làm sao? Đây bà ơi, chị già ơi, em đây này. Chị đâu vậy? Chị đéo ra luôn. Giờ làm sao để tìm được cái chìa khóa này đây? Ui, holy shit, chị ơi, tay em chị ơi. Chạy. À, đéo bao giờ đuổi được luôn. Đéo bao giờ đuổi được luôn. Đuổi đi. Ngày cuối cùng nhá. Đuổi đi. Chị lắc cái gì đây? 1, 2, 3 chúng ta cùng lắc mông. Muốn đuổi là đuổi đấy hả? Đéo bao giờ luôn. Trong này đéo có gì hết cả. Ồ, đồ mới. Ồ. Hay. Mở ra xem nào. À, cái kia hình như cái động cơ đấy. Có tiếng động là chết rồi đấy. Chị già ơi, chị có xuống không đây? Chị có xuống không? Bảo em biết em ra em làm nốt nhiệm vụ em win game nào. Súng hơi à? Ồ. Phòng súng hơi anh em ạ. What the fuck? Ồ. What the? Yes. Thì mẹ. Gì đấy? Tôi đang ở đâu? Đây là đâu? Tại sao tôi ở ngoài này? Ồ. Tôi nhớ rồi. Đây chính là... Game over. Chết con mẹ. Quảng cáo luôn ạ. Vãi cả đái. Rất cảm ơn anh em đã xem đến đây. Và nếu thấy hay hãy like và subscribe chia sẻ mình nha. Và nếu tiếp tục ủng hộ mình chơi con game này nữa thì hãy comment ở phía dưới. Ok. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại. See you again.